anh em là có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Fireball, nạp các bác trong store, tại thuê, tại khó, leo rent, hãy liên hệ Zalo mình 0946 782 982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình làm một clip về cái những cầu thủ Bonnie mang qua mùa giải mới được và không mang qua mùa giải mới được. Tại sao? Rất là nhiều câu hỏi mấy bữa nay trên các diễn đàn của Facebook đó, hoặc là anh em nhắn tin mình hoặc là bình luận ở dưới hỏi rất là nhiều về cầu thủ Bonnie, chuyện ren rồi để cho hình chính, hình dự bị như thế nào để mang qua mùa giải mới. Đây, hôm nay mình sẽ làm một clip để anh em nắm luôn, tại vì mấy bữa nay mình tìm hiểu rồi, rất kỹ rồi. Một số hiểu lầm hoặc là hiểu lầm về vấn đề dịch của Google dịch nên anh em rất là thắc mắc, không hiểu vấn đề nó như thế nào, cầu thủ Bonnie nó như thế nào đó. Thì hôm nay ok anh em, mình sẽ vô thẳng vấn đề luôn. Cầu thủ Bonnie làm sao để mang con giải mới được mà làm sao không mang con giải mới được, tại sao nữa và tại sao đó. Thì ok anh em, thì có một câu hỏi trên cái trang của AI.com á, trước khi ra sự kiện đó, nó có một cái gọi là câu hỏi để cho anh em về những cái người chơi Bonnie á, Bonnie layer có nghĩa là người chơi tiên phong và người chơi mang con được mùa giải mới anh em. Đó là câu hỏi như thế này: người chơi tiên phong là gì? Đây để mình đọc cho anh em ha, để đọc cho anh em được trả lời ha. Người chơi tiên phong là vật phẩm người chơi không thể giao dịch mà bạn có thể kiếm được từ sự kiện người sáng lập và sẽ mang theo bạn sang mùa mới với over thấp hơn. Người chơi tiên phong sẽ cần được giữ trong kho của bạn để chuyển tiếp thành công. Điều này có nghĩa là bạn không nên sử dụng chúng để huấn luyện, thăng hạng hoặc loại bỏ chúng nếu bạn muốn có chúng trong mùa giải mới. Đây, cái câu hỏi gần cuối là quan trọng nè, câu trả lời anh em gần cuối này nè. Điều này có nghĩa là bạn không nên sử dụng chúng để huấn luyện, thăng hạng hoặc loại bỏ chúng nếu muốn có chúng trong mùa giải mới. Thì giờ mình qua câu tiếng Anh nha, tiếng Anh nó ghi vậy nè. Này nè. This man is sure not your them as the training. Đây là training đó, là mình training nó lên đó. Hoặc là rent up nè. Cái rent up thấy đâu này đâu? Hoặc discard nè, đó thấy không? Đó, có nghĩa là gì anh em? Nhiều anh em phải làm cái vấn đề chỗ này là gì? Là không được up rent cầu thủ Bonnie. Đúng rồi nè, đúng không? Nghĩa là nó cái câu hỏi này, nó chặt câu trả lời này, nó nói là không được là huấn luyện đó, huấn luyện up rent up á, rent up cầu thủ này. Thật sự á là cái câu này hơi bị hiểu lầm xíu, có nghĩa là mình không dùng cầu thủ Bonnie làm phôi cho cầu thủ khác để up rent. Anh em hiểu chưa? Hiểu không? Chứ không phải là cầu thủ Bonnie không được up rent. Đấy, cái câu hỏi này á rất là nhiều anh em hỏi, rất là nhiều và rất là nhiều trên diễn đàn gần đây anh em hỏi rất nhiều. Là cái câu này hơi bị hiểu lầm xíu anh em. Có nghĩa là mình lại nói lại nữa nha, có nghĩa là mình không dùng cầu thủ Bonnie làm thôi cho cầu thủ khác để up rank. Anh em hiểu chưa? Vấn đề như nó. Chứ không phải là cầu thủ Bonnie không được up rank. Đấy. Cầu thủ Bonnie anh em up rank thoải mái, up lên full hết lên cũng được, full hết luôn cũng được bình thường. Đó, cho vô đội hình chính cũng được, để dự bị cũng được, để trong kho cũng được. Miễn sao anh em đừng mang đi exchange. Đừng gọi là mang đi làm phôi cho cầu thủ khác là được. Đó, câu hỏi hôm nay mình đã rõ ràng cho anh em luôn là như thế. Có nghĩa là bây giờ mình nói thêm lần nữa là cầu thủ Bonnie á, chỉ cần có trong kho anh em, có trong đội hình anh em là được. Đó, anh em muốn làm gì làm, đừng có mang đi exchange hoặc là mang đi làm phôi cho cầu thủ khác là được. Có hiện diện trong ad của anh em là được. Đó, chứ không phải là anh em hiểu lầm vấn đề là cầu thủ Bonnie không được up rank. Vấn đề tranh cãi rất là nhiều trong vấn đề mấy ngày đây thì mình đã gọi là hiểu ra một vấn đề rồi, mình thích cho anh em rất là rõ ràng đó. Thì đó vấn đề cầu thủ Bonnie. Nói chung là anh em muốn làm gì làm, đừng có làm phôi hoặc là exchange là được. Muốn làm gì là up rank lên cho nó cũng được, để trong hình chính để cho over cái tổng đội hình lên cũng được. Đó là vấn đề chính của anh em. Thật sự là vấn đề được câu hỏi cực kỳ là gọi là tranh cãi gay gắt vấn đề gần đây, thật sự luôn em. Hôm nay hết đó ràng cho anh em để anh em hiểu. Anh em cứ sử dụng cầu thủ Bonnie bình thường anh em để chơi gì đó trong cái hình chính cũng được, không sao hết. Đừng có mang exchange hoặc là làm phôi cho cầu thủ khác là được. Đó. Nhưng có một cái như vậy, nếu mà có hai cầu thủ Bonnie giống nhau thì anh em có quyền exchange một cầu thủ. Đó, giữ một cầu thủ thôi. Tại vì mang mùa giải mới chỉ được một cầu thủ thôi, hai cầu thủ giống nhau chỉ được một cầu thủ mang mùa giải mới thôi. Đó. Đó là vấn đề cầu thủ Bonnie trong lần này, không hề hôm nay. Vấn đề cực kỳ là gọi cái gay gắt anh em. Đấy, mình đã rõ anh em, mình đã rõ rồi nha. Đó. Thì ok anh em, đó là vấn đề cầu thủ Bonnie. Thì anh em mình cập nhật thêm tình hình game FC Mobile cho anh em. Mấy ngày nay nó rất là nhiều cái mới cho anh em, thì mình tổng hợp lại anh em hôm nay luôn. Đây anh em. Cái đầu tiên đó nó sẽ là cái gì ta nè?
về kiểm soát tác động nè, kiểm soát bắn anh em, tính cách người chơi rất thật nè, tốc độ trò chơi năng động nè, hệ thống bắn súng nè, ưu tú đằng súng là sút em đấy. Đó là những thay đổi trong cái FC bài kỳ này, có nghĩa là cầu thủ sẽ gọi là tốc độ hơn hay là theo cái thuộc tính từng cầu thủ. Đó mình nói sơ sơ anh em, tại vì nó chi tiết thì anh em phải vô trên AA.com anh em xem rất là nhiều tin tức của nó. Mình chỉ nói là tổng hợp cho anh em tin trên cụ thể hơn, mức cụ thể thôi, chỉ là nó sơ sơ cho anh em thôi. Đó là thay đổi rất là nhiều anh em, về tốc độ nè, rê banh nè, xử lý banh nè, hậu vệ chùi banh như thế nào, cái AA của GK như thế nào, thay đổi rất là nhiều anh em. Nhưng mà anh em phải chơi và cảm nhận mới được, còn vấn đề nói là một chuyện thôi, mình chỉ nói sơ sơ thôi. Vấn đề qua một giải mới chơi như thế nào thì anh em sẽ cảm nhận thôi. Đó, vấn đề đầu tiên. Tiếp tục, nó kêu là cái này là cực kỳ anh em quan trọng, anh em quan tâm rất là nhiều, đó là khu vực như là server. Đây, nó sẽ gọi là gộp server cho anh em, là không còn Bắc Mỹ, không còn châu Á nữa, mà chỉ là một server duy nhất nữa thôi. Đó là anh em phải tìm kiếm thấy nhau được rồi. Nếu một bạn ở Bắc Mỹ, một bạn ở châu Á, bây giờ không kiếm được với nhau, bây giờ nó gộp lại tiếp tục như là ban đầu, như là hồi xưa vậy á, nó không chia nữa. Đó là anh em mình đã lại tìm kiếm thấy nhau, lại giao lưu với nhau nữa. Đó, không còn Bắc Mỹ và châu Á, xa quá anh em ơi. Thì nói chung server sẽ gộp lại. Thì cái này có một điều bất cập như thế này, thì vấn đề về nạp FFP á, thì nếu mà gộp server vô á thì khả năng sẽ rất là cao, giá cao và đầu mùa nữa rất là cao. Nên anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, có nhu cầu nạp FFP bây giờ để giữ chữ cho mùa mới á, thì nên nạp đi, nạp một ít đi để mình giữ cho mùa sau, chứ mùa sau đầu mùa rất là mắc và gộp server nữa, nên là cực kỳ giá cực kỳ cao anh em, cực kỳ cao. Đó, tiếp tục, bắt tay vào chiến dịch UEFA Champions League của riêng bạn với chế độ giải đấu mới. Đó, đầu mùa vô là có một cái sự kiện mới là Champions League cho anh em rồi, Champions League, và sẽ thay đổi rất là nhiều, cũng như là nâng cúp anh em, nâng cúp lên cho anh em, và hình ảnh đồ họa rất là đẹp. Đó, mình chỉ nói sơ vậy thôi chứ không có nói chi tiết. Còn anh chi tiết thì anh em cứ vô trang AA.com và vô FC Mobile xem chiến trình new á, là tin tức á còn rất là nhiều cho anh em. Đó, mình chỉ cập nhật vậy thôi. Đó, còn thay đổi á gì đó mình phải chơi và cảm nhận nó thì mới được. Nói là một chuyện em, nói là một chuyện, anh em chơi như này, anh em chơi như kia là mỗi người mỗi khác em, mỗi người mỗi cảm nhận. Đó, mình chỉ nói cập nhật vậy thôi. Khi tin tức rất là nhiều anh em, thật sự ngày nào cũng có cập nhật tin tức từ AA, từ FC Mobile rất nhiều, nhưng mà mình tổng hợp lên cho anh em thôi, nói sơ vậy thôi chứ không phải là nói chi tiết rất là dài, rất là dài. Còn em muốn thì cứ vô trang AA.com của bên chính đó, trang nó có nhiều game lắm em, nhiều game, vô FC bài là được đấy. Thì đó, hôm nay cập nhật tình hình cho anh em như thế là cầu thủ Bonny là chính cho anh em, còn vấn đề cập nhật thêm game là anh em chắc rất là nhiều anh em biết rồi, mình cập nhật thêm cho anh em thôi. Đó thì ok anh em, thì đó là tình hình của ngày hôm nay. Cầu thủ Bonny thì mình nói anh em rồi, anh em có thể để cầu thủ Bonny up trend lên để trong hình chính cũng được. Đó, đừng có lấy là nó cầu thủ Bonny làm phôi cho cầu thủ khác mà lại trend là được. Thì ngay từ đầu clip mình đã nói rồi đó, thì đó là giải đáp thắc mắc của anh em còn cực kỳ là quan trọng để cho anh em biết đấy. Thì anh em nào mà còn tồn đọng rất là nhiều cầu thủ trong kho thì nên giải quyết đi, trend hay gì đó để mình giữ lại 11 cầu thủ hình chính thôi để làm cái over cao nhất thôi. Đó thì ok, anh em cái hạt này thì được mấy con Bonny anh em ơi, thì mấy con Bonny nè, 1 nè, 2 nè, 3, 4, được có 5 con Bonny anh em, có 5 con Bonny à. Thật sự bây giờ anh em bèo này 6-7 con thật sự luôn á, 5 con thì hơi bèo rồi, hơi đen thật sự đó. Bây giờ anh em bèo là 6-7 con thật sự, gần như là gần hơn nửa đội hình rồi, mình có 5 con rồi, hồi đoạn này thì quá bèo. Đó thì ok anh em, để kiếm cái gì quay clip nhân phẩm cho anh em, để kiếm cái thằng Bonny coi. Đây được 218 anh em, quay được 4 phát. Thì mình quay luôn 4 phát đi anh em cho nó rồi đi. Để đi. Giờ không làm gì có hết luôn đi. Cho hết luôn, muốn để luôn. Đây 4 phát coi được cơ hội ngon không. Lớp mày được con icon Bonny mang đồ nhà mới rồi sao anh em? Nên sao? Trời ơi, vậy không được rồi, thua rồi. Rồi được mấy con cho mình một S gen nữa rồi. Ok anh em tiếp tục. Còn ít gen em. Bây giờ có gì làm láng ra đi anh em, làm láng ra đi, không có còn phết nữa rồi. Đây, mình vô folder anh em. Folder mình sẽ mở cái hình đây, gen đây. Mở được 2 phát, mở luôn 2 phát em, 2000 rưỡi nè. Đấy, 2 phát em. Kiếm Messi rồi, Messi khó quá em, thật sự khó quá. Kiếm còn 119 rồi cũng khó nữa chứ Messi. Đấy, đừng hâm em. Đan mặt thiêu rồi, thua rồi. Ê, Manchester United anh em. Ê, con hồi lùm em ơi, hồi lùm, trời ơi, đúng gì. Trời ơi, con này thì con đâu có Bonny đâu anh em. Trời ơi, được 114 thôi chứ không Bonny. Thì về xử lý con này như thế nào anh em? Bây giờ vô Adchen anh em, 114 thì Adchen thì cũng được khá khá để mà bó đất bò anh em.
chứ mấy con này bán không được đâu. 114 thì được chắc được 100 điểm quá. Đúng rồi, được 100 điểm anh em. À mình có hai con anh em, hai con được 100 điểm. À, để con lên chợ coi bán được không, mà chắc bán không được anh em ơi, chắc đông người bán lắm. Chắc đông người bán lắm. Đây nè, đây 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 đây, đâu rồi, đây đây, 300 mấy em con này nè, hôi lum rồi. Ôi ôi, thôi được rồi, mang này ad chain em ơi. Đấy, những cơ thủ nào không cần thiết nữa ad chain kiếm điện đất bon để mình ad chain kiếm cơ thủ bon liên tiếp anh em, kiếm thủ bon liên tiếp. Đấy thì mình có hai con đang không có làm gì hết, ad chain hết em ơi, kiếm 200 điểm đi, ngon 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 em, đang kiếm 200 điểm được rồi. Đây 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 đấy, đấy đang có 610 mấy anh em, chờ mấy cái điểm kia nữa được 1000 điểm quay tiếp, quay tiếp kiếm cơ thủ 116 117 anh em. Để mình kiếm coi còn cái gì để ad chain cho anh em không. Đấy thì anh em dư cầu thủ quá nhiều thì anh em vô ở trên coi anh em, ở trên coi hết đi. Đấy ở trên coi nè, ở trên hết để kho tầm 11 cầu thủ thôi là được rồi, đội hình chính của anh em thôi, bao nhiêu ở trên hết. À sorry anh em, còn muốn cầu Oni nữa để lại anh em, cầu thủ Oni để lại nha. Đó thì quê anh em thì còn một cái phần gọi là ô vào 120 mà không biết là con gì, có Rui hay không, có một câu hỏi cực kỳ lớn, cực kỳ lớn cho anh em đấy, Mystery Bonnie mà vẫn chưa xuất hiện em, mình còn có 3 ngày nữa hết mùa giải rồi, ngày mai, ngày mốt nữa là con gì đây, vẫn là một dấu hỏi cực kỳ lớn em. Thôi chờ anh em, chờ thôi, đó, phải chờ thôi. Thì ok anh em, bây giờ mình sẽ tục đọc những câu hỏi của anh em và chia sẻ may mắn của anh em khác cho anh em ha, và trả lời câu hỏi luôn ha. Ok anh em, mình sẽ vô câu hỏi đầu tiên. Nghiêng gọi nghiêng anh em, rồi vừa xem clip anh xong mở ra nêm 119 luôn, cực kỳ may mắn, chia sẻ may mắn cho anh em khác, tiếp tục. Hôm nay em được AI độ em mở bắt 116 117 của sự kiện Boulder ra con ghê ra 116 Bonnie mang qua mùa mới giải mới vui quá anh ơi, cũng may mắn em, cứ có cầu thủ mang qua mùa giải mới là may mắn rồi. Tiếp tục, em nghĩ game nên bỏ luôn cái auto đá đi khi đối thủ thoát, em thấy máy nó đá hòn hay hơn người đá nữa. Cái này đó là do nhiều lúc á, thật sự cái này nó cũng đúng, thì lúc đó mình trình độ mình không được, không có kiểm soát được á, thì máy đá cực kỳ hay luôn, cực kỳ hay anh em, rất là khó chịu nha anh em, nên cái này bỏ thì cũng được anh em, nhưng mà nên xử thua luôn, nói lên xử thua luôn, ai mà phát xử thua luôn em, cho nó xong thì nó còn đá gì nữa anh em. Thật sự vừa em xem video của anh xong em vô game mở ra shop ra test vui quá anh ơi, đăng ký kênh của anh rồi, cực kỳ may mắn và cảm ơn bạn này đã đăng ký kênh mình, ai xem video mình cảm ơn rất nhiều anh em, cảm ơn rất nhiều, nói chung là mình làm vui giải trí cho anh em là chính đó. 4 ngày nữa reset, mong anh luôn làm video chất lượng nhé. Ok anh em, cứ yên tâm, mình sẽ cố gắng làm những video gọi là chất lượng nhất cho anh em, chất lượng nhất mà liên quan đến game nhiều nhất và chia sẻ cái gì đó mà cực kỳ là của game cho anh em. Đó, tiếp tục. Hôm nào ngày cuối cùng của mùa giải anh livestream Zalo với anh em và hát bài đi anh. À, cái này thật sự mình rất muốn là một gọi là livestream với anh em để Zalo với anh em nói chuyện với anh em, dù chỉ chơi cũng được nó thật sự. Nhưng mà mình thật sự mình chưa có điều kiện và chưa có cái không gian, gọi là không gian đó để làm cái điều đó anh em. Thật sự thì bữa nào mình có điều kiện xong mình sẽ livestream để anh em, thật sự mình muốn livestream đúng anh em, thật sự luôn đó, muốn livestream Zalo anh em lắm, nhưng mà chưa có điều kiện, có điều kiện là mình livestream để anh em ha. Coi video của anh xong em mở gói 1250 gen ra Allen 120 folder, cực kỳ may mắn, cực kỳ may mắn em, mấy giờ mở hai phát không ra anh em, được 114 nè. Hôm bữa em xong coi video anh xong anh mở ra được con Okocha 107 ngôi quá anh ơi, với tất cả là đăng ký kênh anh rồi. À, cảm ơn bạn rất nhiều mà may mắn, cực kỳ may mắn mà là Okocha mang cái mùa giải mới đăng ký kênh mình lên, cảm ơn bạn này rất nhiều anh ơi. Em mới có 7 con money thôi à, Chiesa nè, Mokuko nè, Embanzu nè, Gera, Westlitz nè, Fernandez nè, Finbon, chúc anh một ngày tốt lành. Đấy mới có 7 con thôi anh em. Mới 7 con, thấy cái hạt vừa rồi không, có 5 con thôi đó mà lại 7 con nữa, nói rồi anh em bây giờ bèo lắm, là có 7-8 con hay là 6-7 con rồi thật sự. Tiếp tục, cầu thủ Bonnie nâng rank có mang sang được không bạn, nhiều ý kiến khác nhau quá. Đấy, đây là một câu hỏi mà mình trong clip này mình đã trả lời anh em, mình đã trả lời rồi đó anh em, chưa coi thì coi lại ha. Hôm qua em mở bắt 50 điểm ra Okocha 107 ngon quá anh ơi, cực kỳ may mắn em, cực kỳ may mắn luôn. Tiếp tục anh em, anh ơi sao em chuyển kỹ năng mà phải bằng FIFA là sao anh? À cái này là bạn đã chuyển gen cho cậu khác mà hết điểm anh em, hết điểm chuyển gen thì yêu cầu phải dùng FIFA bon. Cái này là đương nhiên anh, từ đầu mùa rồi chắc bạn mới chơi mình không biết đó. Em mở ra Nigeria rồi mà không ra Okocha cay quá anh. À cái này bị rất là nhiều anh em. Nói chung là rất là nhiều cầu thủ trùng với quốc tịch, trùng vị trí nhưng mà ra con khác anh em. Em mở 117 mà không mang qua mùa giải mới được, cũng được anh em, 117 nhưng mà mình có thể up đội hình hoặc là mang S-Chain kiếm để lớp bon cũng được. Thì ok anh em, đây là những câu hỏi cuối cùng trong cái clip này. Thì hôm nay mình đã giải đáp thắc mắc
cực kỳ là quan trọng cho anh em, đó là cầu thủ của Anh như thế nào để mang con mùa giải mới, mà như thế nào không mang con mùa giải mới được. Đó, mình sẽ nói một lần nữa cho anh em, cầu thủ của Anh upgrade thoải mái, upgrade thoải mái cho dự hình chính thoải mái luôn. Đó là vẫn mang con mùa giải mới được. Đó, quan trọng là nó có hiện diện trong cái ad của anh em là được. Không biết anh làm gì nhưng mà đừng có mất là được rồi. Đó, có nghĩa là anh em không ad trên nó hoặc là dùng nó làm phô cho cầu thủ khác là được. Đó, hiểu các anh em. Anh em thấy clip thì hay thì nhớ like, share cho mình nha anh em. Còn anh chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.